Mẹ tôi bị xơ gan giai đoạn 3 và chuyển qua thêm bệnh giãn tĩnh mạch thực quản, xuất huyết tiêu hóa, một tháng ói ra máu 2 đến 3 lần. Vậy uống cây bán chi liên có được hay không ạ? Nhờ nhà thuốc tư vấn giúp tôi. Chào bạn, trong trường hợp này của mẹ bạn thì nhà thuốc khuyên bạn là không nên cho bà uống cây bán chi liên. Bởi vì dân gian sử dụng cây bán chi liên như là một vị thuốc giúp sổ tiêu. Trường hợp của mẹ bạn là đang bị xuất huyết tiêu hóa, nếu như dùng vị thuốc bán chi liên thì sẽ có thể khiến tình trạng bệnh ngày càng trở nặng thêm. Bị xơ gan thì cây thuốc có tác dụng tốt cho người bệnh đó là cây nấm liêm xanh và cây an xoa. Bạn nên kết hợp sử dụng hai vị thuốc này sắc uống cho bà thì sẽ có hiệu quả tốt. Liều dùng là 30g nấm liêm xanh, 30g cây an xoa, nấu với 1 lít nước, đun cạn còn khoảng 500ml nước và cho bệnh nhân uống thay nước trong ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.